Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M1 Alice Dragon. Cái dòng M4 thì mình bắn cũng không quen lắm, tại vì combo để range của mình thì sẽ là AK Transformer cộng với 3Z Bombix hoặc 3Z Starlink. Đấy thì khi mà chuyển từ cái dòng AK sang ấy thì cảm giác sấy nó không quen. Sấy nó không ghim được tâm như là dòng AK. AK sấy sướng lắm. Đâu rồi? Úi dồi ôi. Một bé này. Ơ. Vẫn còn này, double kill. Bằng nãy chết hơi xàm. Rồi, bật hack rồi. Ok. Còn rào à, rào chết rồi. Ok. Còn đâu nữa? Ui dồi ôi, mic kìa. Hay quá. Nhanh gọn nào. Chúng ta cùng đẩy, hình như là gặp team clan quận Thủ Đức anh em ạ. Clan này thì toàn level thấp thôi. Nói chung là bắn cũng bình thường, nên ăn được là chuyện không phải khó. Quả này mà cầm thêm sniper, dạo này mình thấy thích bắn sniper hơn rồi nha bạn. Cảm giác bắn rất là sướng tay. Thay vì cầm tinh bắn cũng không sướng lắm. Tại vì úi dồi ôi, cây này. Này thì cây với chúng tôi. Này thì cây với chúng tôi này. Ngoài này nữa. Này thì kênh với chúng tôi này. Còn nữa không? Ok, còn một bé nữa. Chờ đang kênh bom rồi. Ui dồi ôi, đâu ấy? Ok, lỗ B. Này thì lỗ B này. Ok, con dê. Cân nhá. Tuyệt vời. Cái khẩu này thì bắn cảm giác mình thấy táp nó chuẩn hơn là sấy đấy. Đối với tầm xa. Còn AK thì tầm xa gần gì mình cũng sấy hết đấy nha mọi người. Rất là phê. Nên lựa chọn AK để đi range là một điều không thể thiếu. Sau này nếu mà TMP fit ý, thì các bạn nên chọn cho mình khẩu AK Transformer để đi range, hoặc M41 Transformer, hoặc M41 Bombix cũng được. Hoặc các bạn có thể đợi AK Bombix. AK Bombix thì mình thấy nó cũng rất là bá, bắn rất là dễ. Ui dồi ôi, team ơi, ăn nhanh quá. Thằng này bắn cái ga nó cũng cầm TMP nó dã. Sợ thật. Có cần phải như thế không? Đi vào lại. Tiết ngay rồi, còn ở mic này. Nhanh. Ui dồi ôi. Bọn này nhanh thế. Ok. Trận cuối à. Ui dồi, thằng kia nó OHL. Lên. Lung linh là phải lên luôn. Mu. Ui dồi, đánh HL đấy. Chết được kìa. Rào chết. Ok, rào. Rào có rồi. Ô, đẩy lên. Này thì. Đẩy với chúng tôi này. Đẩy với chúng tôi. Ok. Mình biết sấy với bạn như thế là bạn gần chết rồi. Vẫn còn này. Vẫn còn này, cố à. Thích cố không? Cố quá, thình quá cố đấy. Ok, bỏ đi. Chắc nó cũng không dám lên nữa đâu. Mình sẽ... À đây, mic này. Ui dồi ôi. Sở nip cái kiểu gì vậy? Vâng, đứng ngay giữa mic đi qua đi lại. Quả này mới có sniper thì nó thằng đấy chết SML rồi. Đây này. Ui tôi dòng rồi. Này đi. Ăn tao này. Ok. Skill đảo qua đảo lại cũng có ít phết nhở. Còn 48 viên trên 1. Rồi mình nghe tiếng chân ở dưới mic đi lên đây rồi. Cái tâm ở đây là tuyệt vời. Nó sẽ đi lên đây thôi. Đấy. Đi lên này. Ok, cho mình sẽ để xem clip này bao nhiêu phút rồi nhở. Nếu mà ngắn quá thì chắc phải làm thêm rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo nhá. Trận này thì gặp clan Bắc Giang. Clan người ta rất là mạnh. Bắn nãy giờ không phân biệt được thắng thua. Chỉ hơn được người ta một round đấu thôi. Ok. Bắn cái khẩu này, cái map này thực sự nó như là cái
Cái gì đấy bóp dái vậy? Ta nghĩ là phải bắn 3Z cơ. Bữa nãy giờ nghịch cái khẩu này. Ăn hình SML nãy giờ. Nếu mà trận này thua nữa thì mình sẽ đút 3Z ra chơi nhá. Tại vì cái map này bắn khẩu này rất là khắm. Nghịch nãy giờ được 4 kill rồi. Vâng, chúng ta sẽ cố nốt trận này. Thủ sâu nào. Để xem nó sẽ đẩy cái đường nào. Ok, nó bắt được người rồi. Hình như là bên cầu bắt người từ bên này. Gắt quá. Cầu A biết rồi. Nó bắt từ bên đấy tận hai thằng. Snip người ta hơi bị ghê đấy. Rồi chết hết. Hay quá. Ui xồi ôi. Ôi no, no. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh. Không xong rồi. Đông quá anh em ạ. Trận này mình phải vắt 3Z là dã thôi anh em ạ. Thực sự không thể chơi được với cái bọn này bằng cái khẩu M4A1. Thực sự không thể chơi được. Rất là khó tại vì người ta rất là đông. Team mình sao sao ấy. Bắn kiểu không thể thủ được. Phải rút 3Z ra gánh team thôi. Tự dưng chết hết cái kia thì bắn thế đấy nào được nhở. Cầm cái khẩu súng nó khắm khắm thế kia thì làm sao mà cân được hết cả team người ta bắn rất là hay nữa. Chứ không phải là gà, nếu mà gà thì đơn giản thôi. Đây người ta toàn level 9x100 không à. Ok nó vào B, thằng kia dã chết rồi. Vào B thì chắc chắn là phải chết thôi anh em ạ. Không thể không sống được. Ui, có thằng nào nó bay như chim vậy. Vâng, bay nữa đi bạn ơi. Ui rồi ôi, thằng này nó tập bay này. Sợ thật. Ui, khiếp thế. Cứ lượn ra, lượn vào như kiểu là nhà của nó vậy. Vâng, nhà của bạn đấy. Đi đi. Này thì nhà của bạn đấy. Cứ thích lượn ra lượn vào. Thích lượn ra lượn vào này. Ok. B này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. May quá. Còn một thằng nữa. Em A snip. Ok. Lại snip với chúng tôi này. Nãy mình thấy cái mặt nó nhưng không có 3Z mà dã anh em ạ. Đây rồi. Ơ, không trúng kìa. Ảo vậy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Vậy như thế em không trúng. Cứ cấu thật. Công nhận đôi lúc nó cũng sàm sàm ghê nhở. Ở đấy mình vẫy trúng người nó rồi không chết. Ân gánh. Ok. Đáng nhẽ tao phải gánh từ những trận trước cơ. Cầm cái khẩu M4A1 nó khắm trong cái map này quá à. Map này phải chơi 3Z kìa. Nó mới chất. Đấy, mình hay cầm combo của mình là nỏ thần cộng với 3Z. Mà nỏ thần phải 10 viên cơ, 5 viên không đủ cho mình bắn rồi. Em biết, đánh full B nè, full B nè. Này thì lên này, khói các kiểu này. Còn nữa không? Thích thì cứ lên thôi. Tao sợ chúng mày quá cơ. Ui, B có này, A có này. Từ xong rồi. Cái nỏ thần có 5 viên bắn không sướng tay nhở. 10 viên kìa nó mới bá anh em ạ. Quả đấy mà 10 viên hoặc 7 viên thì mình đã giết được nó rồi. Sợ thật. Cái nỏ thần rất là bá. Cơ bản phải ép được nhiều đạn. Chứ không phải 5 viên đều trúng hết cả 5 thì nói làm gì. Ok win rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. It's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah.